chị Liên bị viêm đại tràng co thắt, đau quặn dữ dội bụng dưới, điểm đau di chuyển, bụng căng, đầy hơi, thi thoảng nổi cục cứng, đi ngoài khi rắn khi lỏng hay chóng mặt khó ngủ, bệnh nặng lên khi áp lực stress, thầy thuốc cho chị uống đợt 3 tháng thuốc đại tràng và chỉ sau một tuần các triệu chứng khó chịu đã hết và giờ sau hơn một năm vẫn chưa tái phát. Anh Kiên bị viêm đại tràng mãn tính, đau bụng khi âm ỉ, khi quặn từng cơn, đầy hơi chướng bụng, sôi bụng, đi ngoài nhiều lần vào buổi sáng, bụng yếu, cứ uống rượu bia, ăn đồ tanh, lạnh, dầu mỡ, đồ lạ là bị đi ngoài. Thầy thuốc cho anh uống đợt 3 tháng thuốc đại tràng và chỉ sau một tuần các triệu chứng đã hết và nay đã gần 2 năm bệnh vẫn chưa tái phát. Thuốc đại tràng nhất nhất chỉ viêm đại tràng cấp và mãn tính làm hết đau bụng, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, đầy bụng, sôi bụng, phân sống, tiêu chảy, hết ăn uống kiêng khem khổ sở, hạn chế bệnh tái phát đại tràng nhất nhất.